các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã vinh danh cố Tổng thống Czech Václav Havel, tác giả đồng thời cũng là một nhà tranh đấu cho tự do và lúc nước ông kỷ niệm 25 năm những cuộc biểu tình chống Cộng sản đưa đến dân chủ. Một bức tượng bán thân của ông Havel được khánh thành tại Điện Capitol hôm thứ Tư. Bà quả phụ của ông Havel và Thủ tướng Czech đã tham dự buổi lễ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông John Boehner bức tượng bán thân của cố tổng thống Czech được đặt tại Statuary Hall cùng với các nhà lãnh đạo nổi tiếng khác như Winston Churchill của Anh, Raoul Wallenberg của Thụy Điển và mục sư Martin Luther King Jr. cùng các doanh nhân khác. Chủ tịch Hạ viện John Boehner chủ trì lễ khánh thành. Ông là một nhà văn đã vạch trần chế độ Cộng sản bằng cách dùng một thứ vũ khí mà họ không thể sánh ngang được. Đó là sự thật. Do việc này, ông bị cầm tù ba lần, hứng chịu không biết bao lần thẩm vấn và bị theo dõi thường xuyên, nhưng ông tiếp tục viết, giấu những bản thảo khắp mọi nơi trong nhà, được dành cho cơ hội đào thoát sang Tây Phương. Ông từ chối và nói, tôi chỉ đơn giản là một người Czech vụng về. Thủ tướng Czech nhắc lại thông điệp năm 1990 của ông Havel là không nên lãng quên bất cứ người nào đã phải trả giá cho tự do. Qua việc khánh thành tượng bán thân của ông và Club Havel, chúng ta không chỉ tuyên dương ông, nhưng như ông đã mô tả một cách đích đáng, chúng ta còn tuyên dương cả những người không cúi mình trước áp lực tranh đấu cho tự do, dù bị đe dọa tù đầy, chịu đau khổ hay chết chóc, tuyên dương từng người một và tất cả những người cất cao tiếng nói như nhà văn kịch tác gia Jack và Clark Havel. Hoạt động của ông Havel chống áp bức và nhân danh nhân quyền và dân chủ đã giúp lật đổ chế độ Cộng sản tại Czechoslovakia, một sự kiện được gọi là cuộc cách mạng nhung. Ông trở thành Tổng thống được bầu lên một cách dân chủ đầu tiên của nước ông vào năm 1989. Và sau khi Czech và Slovak bị chia cắt, ông được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech.